thông báo kết quả hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của chính phủ, tính đến ngày 16 tháng 12 năm 2021. Huyện Công Đảo, số đối tượng đã được phê duyệt 7.880, số đối tượng đã chi trả 7.825 với số tiền 14 tỷ 702 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,3%. Thị xã Phú Mỹ, số đối tượng đã được phê duyệt 119.027,

Số đối tượng đã chi trả 208.924 với số tiền 436.728 triệu đồng, đạt tỷ lệ 90,5%. Tổng số đối tượng, số đối tượng đã được phê duyệt 728.577, số đối tượng chi trả 685.928, đạt tỷ lệ 94,1%. Như vậy, tính đến ngày 16 tháng 12 đã thực hiện chi trả với tổng kinh phí như sau. Tổng kinh phí đã được phê duyệt